Với nỗ lực vươn lên, phát triển không ngừng, Đà Nẵng giờ đây không chỉ trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn hàng đầu mà còn là thành phố đáng sống nhất Việt Nam. Những năm gần đây, Đà Nẵng đã khẳng định vị thế là thành phố du lịch tầm cỡ với những bãi biển tuyệt đẹp, muôn vàn trải nghiệm vui chơi, giải trí và nghỉ dưỡng đẳng cấp, là thành phố của những cây cầu đẹp nhất thế giới với kiến trúc đặc biệt bên bờ sông Hàn, là điểm đến với những kỳ quan du lịch hàng đầu thế giới cùng lễ hội pháo hoa quốc tế rực rỡ sắc màu hàng năm, là nơi giao thoa của những di sản văn hóa thế giới và là thành phố của sự kiện và lễ hội hàng đầu châu Á. Đà Nẵng được thiên nhiên ưu đãi với khí hậu nhiệt đới nắng ấm cùng nhiều bãi biển đẹp và thơ mộng trải dài đã thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế đến tham quan hàng năm. Trong đó, biển Mỹ Khê Đà Nẵng được tạp chí Forbes của Mỹ bình chọn là một trong 6 bãi biển quyến rũ nhất hành tinh và là một trong những bãi biển đẹp nhất thế giới. Đà Nẵng đang trở thành thành phố nhất định phải đến của hàng triệu du khách trong nước và quốc tế. Theo Sở Du lịch Đà Nẵng, 7 tháng đầu năm 2019, tổng lượt khách du lịch đến thành phố ước đạt hơn 5 triệu lượt khách, tăng 8,5% so với 7 tháng đầu năm 2018. Trong đó, khách quốc tế đạt gần 2 triệu lượt khách, tăng 11,2%, khách nội địa hơn 3 triệu lượt, tăng 7%. Và tính đến tháng 7 năm 2019, có tổng cộng 48 đường bay quốc tế đến Đà Nẵng với tần suất 462 chuyến một tuần và 11 đường bay nội địa với tần suất 665 chuyến một tuần. Thành phố Đà Nẵng có hạ tầng đô thị phát triển vượt bậc với hệ thống giao thông, bến cảng, sân bay, đồng bộ cùng hàng trăm công trình được đầu tư xây mới, đáp ứng nhu cầu phát triển thành phố trọng điểm của khu vực, giúp thay đổi diện mạo đô thị, tạo ấn tượng mạnh với nhà đầu tư. Với nghị quyết số 43 về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được Bộ Chính trị ban hành đầu năm 2019, Đà Nẵng sẽ có nhiều cơ chế đặc thù để phát triển, trở thành đô thị sinh thái, hiện đại và thông minh, là trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, trung tâm du lịch quốc tế của cả nước và khu vực Đông Nam Á, với vai trò là trung tâm thương mại, tài chính, công nghệ thông tin, công nghiệp hỗ trợ, đô thị biển quốc tế, và là hạt nhân của chuỗi đô thị và cực tăng trưởng vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và Tây Nguyên, góp phần đưa thương hiệu thành phố Đà Nẵng vươn tầm thế giới. Du lịch tăng trưởng ấn tượng và liên tục phát triển đã giúp Đà Nẵng trở thành một trong những thủ phủ bất động sản nghỉ dưỡng hàng đầu Việt Nam và khu vực với hàng loạt dự án nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế. Trong đó, dự án Aria Đà Nẵng Hotel & Resort đang được chờ đợi nhất với kỳ vọng trở thành biểu tượng mới của thị trường bất động sản thành phố pháo hoa. Nằm ở vị trí độc tôn sở hữu bãi biển cát trắng tuyệt đẹp, Aria Đà Nẵng Hotel & Resort là tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng 5 sao với chuỗi resort, khách sạn và tổ hợp tiện ích vượt trội như trung tâm thương mại sầm uất, nhà hàng, hồ bơi tràn bờ, sky bar, thủy cung, khu công viên nước. Tọa lạc tại mặt tiền đường Trường Sa, một trong những tuyến đường đẹp nhất Việt Nam và là tuyến đường huyết mạch trong phát triển kinh tế, thương mại, du lịch của thành phố Đà Nẵng, kết nối từ Đà Nẵng về phố cổ Hội An. Từ Aria Đà Nẵng Hotel & Resort, bạn dễ dàng di chuyển thuận lợi và nhanh chóng chỉ 10 phút để đến trung tâm thành phố Đà Nẵng, sân bay quốc tế Đà Nẵng, ga Đà Nẵng và chỉ 20 phút để đến với phố cổ Hội An. Bên cạnh đó, liên kề dự án là nhiều điểm du lịch, danh lam thắng cảnh nổi tiếng như Ngũ Hành Sơn, Non Nước, bán đảo Sơn Trà. Với phong cách thiết kế và kiến trúc hiện đại do Atkins, một trong những tập đoàn thiết kế, kỹ thuật và quản lý dự án hàng đầu thế giới trực tiếp cầm cân nảy mực, Aria Đà Nẵng Hotel & Resort mang đến những trải nghiệm tuyệt vời cho khách hàng với quang cảnh hướng biển tuyệt đẹp cùng các thiết kế sang trọng, đẳng cấp và tinh tế đến từng chi tiết. Lấy cảm hứng từ những cánh đồng miền Tây Bắc thoai thoải theo sườn núi, Aria Đà Nẵng Hotel & Resort được thiết kế theo kiến trúc bậc thang hấp dẫn để tất cả các căn đều được hưởng trọn ánh nắng của tự nhiên hướng về phía bãi biển trong xanh cùng bờ cát mịn trải dài thơ mộng. Để mỗi ngày tại Aria Đà Nẵng Hotel & Resort sẽ là những giây phút thư giãn tuyệt vời, cùng lắng nghe tiếng sóng biển dịu êm với làn gió mát trong lành, đắm mình cùng thiên nhiên và tận hưởng những giây phút hạnh phúc. Bên cạnh đó, trục đại lộ giải trí với chuỗi tiện ích hiện đại là trái tim của dự án Aria Đà Nẵng Hotel & Resort, nơi thể hiện nhịp đập thượng lưu của thành phố du lịch. Bạn sẽ hòa mình với nhịp sống sôi động nơi đây với những lễ hội đường phố rực rỡ sắc màu diễn ra tại khu quảng trường trung tâm sát biển, hay cùng nhau thưởng thức những món ăn ngon Việt Nam, những đặc sản đặc trưng của ẩm thực miền Trung và ẩm thực các nước tại khu vực nhà hàng cao cấp. Con trẻ sẽ tha hồ vui chơi trong khu vực công viên xanh mát hay cùng nhau vui đùa tinh nghịch trong làn nước trong xanh tại hồ bơi trung tâm. Với hệ thống tiện ích vượt trội như spa, gym, hồ bơi vô cực được quy hoạch bài bản sẽ giúp chủ nhân của Aria Đà Nẵng Hotel & Resort có kỳ nghỉ tuyệt vời nhất bên người thân yêu, từ đó khởi nguồn cho những đam mê, sáng tạo,
mang đến những ý tưởng giá trị cho công việc và cuộc sống. Điểm khác biệt tạo nên vị thế riêng của dự án Aria Đà Nẵng Hotel and Resort là hệ thống mảng xanh và tiện ích giải trí phong phú với mật độ xây dựng thấp. Mỗi căn biệt thự đều được bố trí biển, có bể bơi riêng kết hợp với sân vườn, cây xanh và hoa cỏ xung quanh, tạo không gian mở để chủ nhân hòa mình với thế giới thiên nhiên tươi đẹp, tận hưởng không khí thư thái trong lành và khẳng định đẳng cấp thượng lưu cho gia chủ. Tại đây, bạn được say đắm thưởng thức vẻ đẹp quyến rũ của những chiều hoàng hôn lãng mạn trên biển hay thảnh thơi đón ánh bình minh, chào một ngày mới an lành cùng Aria Đà Nẵng Hotel and Resort. Nằm giữa lòng di sản miền Trung với những ưu thế vượt trội, Aria Đà Nẵng Hotel and Resort hứa hẹn trở thành biểu tượng mới của du lịch Đà Nẵng và là thiên đường nghỉ dưỡng, giải trí đẳng cấp của du lịch biển Việt Nam. Aria Đà Nẵng Hotel and Resort, ngắm biển, lướt sóng, thỏa bình yên.